đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần dép ta theo thời gian. Giờ mất em đôi mắt lại u sầu, biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tuổi mỗi giây nhưng ai cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa, có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã dễ có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng dâu nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu ngài cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa, có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để tránh mây đường về chưa đông đã dễ có bàn tay chở che em này. Nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu.